Tử vi tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người tuổi Tân Sửu, mệnh Bích Thủy Thổ là người có lối sống đạo đức noi theo khuôn phép, quy củ, trật tự. Với việc họ noi theo khuôn phép, thương ngọc, mẫu mực, chuẩn chỉnh là hành động tự giác, họ vui vẻ làm điều đó và nếu phá bỏ những nguyên tắc này thì trong thâm tâm họ cảm thấy day dứt, luôn bị dày vò và hối hận. Hơn nữa, người Tân Sửu là những người rất mạnh mẽ, cứng rắn. Họ kiên cường, can đảm, hướng tới sự cố thủ, thiên về phòng thủ để tự bảo vệ mình và che chở cho những người xung quanh. Sang năm 2021, tuổi Tân Sửu gặp phải trực thái tuế, khiến chặng đường sự nghiệp của họ có nhiều biến cố, không được suôn sẻ, hàm chứa nhiều tai họa ngầm. Nhưng do tính tình hiền lành nên trong năm Tân Sửu, mệnh chủ sẽ có quý nhân phù trợ, hóa hung thành cát, tài vận ở độ tuổi trung niên cũng phất lên. Đầu tư, kinh doanh đều thành công rực rỡ. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của ông bà tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Tân Sửu trong nửa cuối năm 2021, vận trình của từng tuổi Tân Sửu trong từng tháng. Đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ năm 2021 để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vận sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của ông bà tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong 6 tháng cuối năm. Theo tử vi của ông bà tuổi Tân Sửu trong nửa cuối năm 2021 cho thấy, dù Tân Sửu là năm tuổi của ông bà, nhưng không vì thế mà quá bi quan, bởi trong khoảng thời gian này, ông bà sẽ có các tinh thực thần chiếu mệnh, đem lại bình an. Ông bà có thể tự mình giải quyết khó khăn hoặc nhận được sự giúp đỡ của người ngoài. Tuy nhiên, trong thời điểm này, ông bà tuổi Tân Sửu thường quá cứng đầu, thích làm theo ý mình, nên dễ vướng vào những chuyện rắc rối không đáng có. Ngoài ra, có một số ông bà còn có thái độ làm việc không chuyên tâm, dễ phân tán tư tưởng, sẽ dễ mắc lỗi, phạm phải lỗi sai lầm, khó khắc phục. Cho nên ông bà cần chú ý hài hòa cuộc sống và công việc, không nên lẫn lộn việc công với việc tư. Hơn nữa, trong năm nay, ông bà tuổi Tân Sửu phạm phải trực thái tuế. Người xưa thường nói, thái tuế là vị tướng quân cai quản trần gian suốt một năm. 60 năm lục thập hoa giáp sẽ có 60 vị thay phiên nhau cai quản, và mỗi vị sẽ có chức pháp khác nhau cai quản trời đất. Năm nào đến lượt thần thái tuế thì năm đó gọi là trị niên thái tuế. Mỗi năm khi tương trùng cùng với sao thái tuế thì con giáp đó ắt sẽ có những khó khăn không thể tránh khỏi. Vậy nên, để hóa giải, ông bà hãy mang theo bên mình một thẻ kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế có hai mặt, mặt trước in hình hai vị thần cai quản và niên hiệu của năm đó, mặt sau có in lệnh phù thái tuế của năm kèm theo những tuổi bị phạm thái tuế. Kim bài sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó ông bà có thể gặp được nhiều may mắn, thuận lợi, phát triển trong năm 2021. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của ông bà tuổi Tân Sửu.
trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Nửa cuối năm 2021 không phải một khoảng thời gian quá may mắn đối với ông bà tuổi Tân Sửu. Cơ hội thăng tiến không tự dưng mà đến, cho nên ông bà cần phải cố gắng cạnh tranh với đồng nghiệp hoặc đối thủ thì mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ, gây ấn tượng đối với cấp trên. Tuy nhiên, về mặt tích cực mà nói, thời gian này ông bà còn khá nhiều cơ hội để thách thức bản thân, cũng như rèn luyện kỹ năng của mình. Nếu sức khỏe tốt và cố gắng không ngừng thì ông bà sẽ có được những thu hoạch lớn lao. Cho nên, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc được hành thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thì ông bà tuổi Tân Sửu hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó mang lại cát lành, tài lộc và thuận lợi trong công việc của ông bà. Đồng thời, vòng còn giúp chiêu mời quý nhân che chở và giúp đỡ ông bà phát triển trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy trong năm tuổi, nhờ có thực thần chiếu mệnh, dù ông bà sinh năm 1961 không có cơ hội phát tài thì cũng sẽ không chịu áp lực quá lớn về kinh tế. Nếu biết chi tiêu, có kế hoạch, ông bà vẫn có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống. Ngoài ra, với ông bà làm đầu tư kinh doanh cần cẩn thận hơn mỗi khi đưa ra quyết định, chớ nghe theo những lời dụ dỗ bùi tai. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên ông bà tuổi Tân Sửu hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Âm Kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân, tương trợ ông bà trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh. Từ đó, mọi việc sẽ được hành thông, thuận lợi, thành công hơn, áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt trong thời gian này. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Ông bà tuổi Tân Sửu sẽ gặp được vận đào hoa trong thời gian nửa cuối năm Tân Sửu. Điều này tốt đối với những người đang sống một mình hơn là những người đã lập gia đình. Nếu đã lập gia đình, ông bà cần chú ý giữ mình, không nên tiếp xúc quá gần gũi với những đối tượng khác giới. Nếu có khúc mắc xảy ra giữa vợ chồng, đôi bên cần trao đổi, tâm sự và bao dung hơn cho nhau. Với người đang sống độc thân thì ông bà có thể thử mở lòng và bắt đầu những mối quan hệ mới. Có thể ông bà sẽ tìm được người thật lòng muốn quan tâm, chăm sóc cho mình. Để cải vận tình duyên, ông bà tuổi Tân Sửu hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu. Vòng sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của ông bà trong thời gian sắp tới. Từ đó có thể hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm. Nếu còn độc thân, sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Theo tử vi thì tình hình sức khỏe của ông bà tuổi Tân Sửu trong 6 tháng cuối năm 2021 không gặp phải vấn đề gì quá đáng lo ngại. Điều quan trọng là ông bà phải biết duy trì tình trạng này, như vậy thì mới có tinh thần và sức lực để đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống. Ông bà không nên làm việc quá sức, chú ý chế độ làm việc và nghỉ ngơi. Ông bà cũng không nên tham gia tiệc tùng, rượu bia quá độ, gây tổn hại đến sức khỏe, khiến tinh thần thiếu tỉnh táo. Ngoài ra, ông bà hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp ông bà tăng cường vận khí, cải mệnh, chiêu mời quý nhân tương trợ, bảo vệ ông bà. Khi mang theo pháp khí bên mình cũng giống như Phật ở bên cạnh ông bà. Từ đó, tâm sẽ được bình yên, giảm căng thẳng và áp lực trong năm. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của ông bà tuổi Tân Sửu trong 6 tháng cuối năm. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu khung cát từng tháng của ông bà qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Sang tháng cô hồn, vận trình của ông bà tuổi Tân Sửu có khá nhiều biến động. Công việc của ông bà gặp khó khăn, cảm giác làm việc trúc trắc, bị nhiều thế lực cản trở. Sức khỏe của ông bà cũng giảm sút, dễ đau yếu, mất tiền thuốc thang trị bệnh. Tài chính vì thế mạnh biến động, thực chi mất cân đối, áp lực tiền bạc lớn, đề phòng tình trạng phá tài vào cuối tháng. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch.
Sang tháng Đinh Dậu, Sửu Thổ và Đinh Hỏa tương sinh, hình thành thế thực thần thúc tài, rất lợi cho đường tài lộc. Lại thêm địa chi tam hợp, cát lại càng thêm cát, tiền bạc dồi dào, kinh doanh buôn bán phát lộc, thu nhập tăng lên đáng kể. Có điều, ông bà tuổi Tân Sửu cần đề phòng tai nạn bất ngờ, cho nên ông bà hạn chế đi xa hoặc đi một mình, đề phòng bất chắc. Tử vi tháng 9 âm lịch. Tháng này, sức khỏe của ông bà tuổi Tân Sửu liên tục phát sinh trục trặc, cho nên ông bà cần chủ động nghỉ ngơi hoặc đi thăm khám định kỳ để sớm phát hiện ra nguy cơ bệnh tật. May mắn, tài lộc của ông bà trong tháng khá vượng, có hoạch tài bất ngờ, chuyện làm ăn sẽ trúng mánh. Tuy nhiên, dẫu tiền nhiều mà sức khỏe yếu thì cũng không trọn vẹn. Nếu có thể, ông bà nên bớt tham lam, ôm đồm nhiều việc để dành thời gian nghỉ ngơi, phục hồi cơ thể. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Tháng mà thổ khí đường vượng rất có lợi cho sức khỏe của ông bà tuổi Tân Sửu. Theo đó, người ốm mau khỏi, gặp thầy gặp thuốc, không hao tốn quá nhiều sức lực và tiền bạc. Có điều, ông bà chú ý kiềm chế tốt cảm xúc, tránh để tình cảm cá nhân xen vào việc chung, kẻo công việc gặp trở ngại, không được cấp trên tín nhiệm và đánh giá cao. Tử vi tháng 11 âm lịch. Điểm nổi bật trong vận trình tháng này của ông bà tuổi Tân Sửu nằm ở phương diện công việc. Ông bà được các tinh tú chủ về di chuyển chiếu mệnh, dù khá mất sức cho việc di lại. Song thành quả thu về rất đáng ngưỡng mộ, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Tài vận trong tháng lên xuống bất ổn, đa phần có dấu hiệu suy giảm do có hung tinh chủ về hao tán, chiếu mệnh. Theo đó, dù ông bà làm gì cũng nên lấy phương châm tiết kiệm hàng đầu, đừng vung tay quá chán, kẻo rơi vào cảnh vay mượn, nợ nần. Thứ sáu, tử vi tháng 12 âm lịch. Trong tháng cuối cùng của năm tuổi, ông bà tuổi Tân Sửu sẽ chịu khá nhiều áp lực về mặt công việc và tài chính. Khối lượng công việc nhiều, áp lực gia tăng. Trong khi đó, tiền bạc lại bị tắc nghẽn ở nơi nào, chưa đổ về túi ngay được. Ngoài ra, tháng này ông bà cần cẩn thận kẻo phá tài do phải chi tiêu quá nhiều vì người thân hoặc bạn bè. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ cùng mọi người tìm hiểu vận hạn của ông bà tuổi Tân Sửu trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi. Thứ nhất là sao hạn ông bà tuổi Tân Sửu. Trong 6 tháng cuối năm 2021, ông bà Tân Sửu bị sao kế đô chiếu mệnh. Ông sẽ thường hay gặp tai nạn bất ngờ, bị hao tài tốn của, tang khó, bệnh tật, thị phi, đau khổ, buồn sầu, họa vô đơn chí. Trong gia đình có việc không may. Xấu nhất là tháng 3 âm lịch. Không như vậy, trong thời gian này, ông còn gặp phải hạn địa võng. Địa võng chủ về đi xa bất lợi, gặp hạn này nên hạn chế xuất hành xa, nhất là vào giờ Tuất và ngày Tuất. Hạn này còn chủ về đau buồn, cẩn thận lời nói kẻo vướng khẩu thiện, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, cần cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tăng gia, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở, phải bỏ dở giữa chừng. Bà tuổi Tân Sửu may mắn hơn khi được sao Thái Dương chiếu mệnh, bởi sao Thái Dương là cát tinh, mang tới sự tỏa sáng, sự tốt lành, phát triển về công danh, ăn khang thịnh vượng. Khi gặp sao Thái Dương sẽ làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán. Tuy nhiên, bà lại gặp phải hạn địa võng. Gặp hạn địa võng, đi xa vô cùng bất lợi. Hạn này còn chủ về chuyện đau buồn, cẩn thận lời nói, cơ vướng khẩu thiệt, thị phi, bị kẻ xấu lợi dụng, ngược hạn. Đồng thời, bà cần cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tăng gia, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở, phải bỏ dở giữa chừng. Thứ hai, luận hung can niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của ông bà tuổi Tân Sửu có thái tuế, phá toái và họa cái, tọa thổ, gây ức chế về mặt tinh thần, suy nghĩ tiêu cực. Ngoài ra có dấu hiệu thị phi đeo bám, ăn nói cần cẩn trọng. Cung tam hợp thì có lộc tồn, long trì, phượng cát, giải thần, thiên phúc, hàm trì là những cát tinh thúc đẩy giao tốt. Hàm trì là những cát tinh thúc đẩy ngoại giao tốt, gặp người có quyền thế giúp đỡ, lợi cho tài lộc và ngoại giao. Tuy nhiên, còn có các hung tinh như tuần, triệt, bạch hổ, phi liên,
thiên khắc, thiên quan, quan phù mang tới trở ngại trong công việc, tin buồn trong gia đình, tai nạn bất ngờ, thị phi, kiện tụng. Cuối cùng là cung xung chiếu gồm có đại hao, tuế phá, thiên hư là những hung tinh chủ về tiêu hao tiền của, mất trộm, tiểu nhân quấy phá hoặc có bệnh trạng trong người. Vừa rồi quý vị và các bạn đang nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của ông bà tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.